lên một tí là người ta Vâng. nhìn thấy hết mà. Vâng. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Hàng Thống. Hôm nay có ông chú với ông anh từ Bắc Cạn, Thái Nguyên, gần Bắc Cạn này, sang đến tận cửa hàng Phú Lương, Thái Nguyên, đến tận cửa hàng của Hàng Thống để xem chiếc ba bánh chạy xăng đa năng. Thì cũng vừa giới thiệu cho anh và bác biết thì những cái chức năng tạm thời của xe. Thì nó cũng không có gì phức tạp quá đâu. Cái bản đa năng này thì nó có cái cánh cửa này mở ra mở vào, thì lúc ấy bác bảo có mở được không thì Hoàng Thống đã thử cho bác rồi. Đây, nó cũng không có. Cái này hôm qua cũng có một cái, chả biết cái nào. Chắc là cái kia em cũng mở mở ra để xem. Cái xe này ấy, về anh cũng để ý hộ em là khi mà về chạy được tầm 500 cây số ấy, tầm 300 cây đi anh, 300 cây số đi, thì cái dầu mới này mình nên thay lại. 300 cây số thì mình thay mới lại, thì vì cái dầu mới này sợ nó những cái máy nó có ma via, rồi những cái mạt dầu, mạt sắt, mạt nhôm ấy, các kiểu ấy, thì về mình thay sớm thì để cái máy của mình nó tốt hơn, của bền tại người, nó thẳng là thế. Thì sau cái lúc 300 cây thì mình cứ đến 5.000 cây thì mình thay một lần. 5.000 cây số thì mình mới thay dầu một lần. Nó thế 5.000 cây thì, như bác thì chắc cũng chạy ít, cứ cho là bác đi cả chợ đi. Đi chợ ấy, đi bán đồ bán hàng đi thì chắc phải tầm nhanh phải tầm nửa năm thì mới thay một lần. Như xe máy này của cháu cũng đi nhiều này. Cháu thỉnh thoảng cháu vui vui cháu đi, mà mãi nó chưa đến 5.000 cây. Mà cái nhớt này là nhớt bình thường thôi anh, không phải như là thay xe máy luôn. Không, nó chính là nhớt cho xe máy này của anh luôn. Vâng, chứ không phải là nhớt gì cao siêu luôn. Vâng, vâng, không phải 800 ml, không phải 8 lít, 800 ml. Số này thì không lại, anh cứ để ý là cứ vào số đằng trước này. Và cứ số đằng trước cứ lên này, lên là lên xong là hết tầm nó lại đang xoay tay và nó không di được, nó không nảy số lên được. Đấy. Nó còn cái số lùi thì cái này, cái cần đảo này nó chỉ là tiến lùi, cần đảo này chỉ có tác dụng là tiến lùi thôi. Không tiến thì lùi. Đèn pha hả ông? Vâng, đèn pha thì cái đấy là có tác dụng. Đây là cái đèn này ấy, thì là ví dụ như ban ngày ông qua chỗ đông mà không tiện còi tít tít như này thì có người đi lại đi trước mặt ấy, mình ấn cái này này à, gọi là ở đây gọi tiếng gọi là cái passing. Mình ví dụ như chỗ đông nhưng mà mình không tiện còi ấy, mình cứ nháy để người ta biết, để người ta tránh, chứ chẳng nhẽ mình cái gì này người ta ghét. Mình cứ nháy như thế là để người ta biết là có xe đang tới. Mở đèn sáng. Đây ông. Đây đèn sáng này, nó cái chức năng ấy thì nó giống như cái xe máy của bình thường này ông ạ. Đây là cái đèn sáng ở đây. Đấy. Đấy. Chức năng là nó cũng giống như xe bình thường thôi. Cốt pha thì cái công tắc mở đèn nó ở đây. Công tắc mở đèn ở đây, còn công tắc cốt pha, xi nhan. Bình xăng này là 8 lít anh ạ. Bình xăng là 8 lít. Bình xăng 8 lít, còn báo xăng đàng hoàng ông nhé. Ở đây là báo số này, báo mo này. Báo mo, bình thường là báo mo là số 0. Còn đây là cái đèn cốt pha nó sẽ báo ở đây. Vòng tua máy rồi km trên giờ, cây số đi được cũng đơn giản lắm, không có gì phức tạp quá cả. Đấy, cái ở trên đây cháu có cái chùm, có cái số điện thoại của cháu ấy, có gì ông cứ gọi thôi, không vấn đề gì đâu. Cái này thì trước thì em cũng có chở đến 7 tạ ấy, thử chở 7 tạ đấy. Từ đây về nhà em chở gạch bê tông thao hồ. Những cái dốc như này không nói làm gì, kể cả những cái dốc kia mà dài hơn nữa mà lùi lên ok hết. Vâng vâng, chắc nhà mình dốc chỉ như thế chứ làm gì có dốc nhiều hơn nữa. Vâng, thì cứ cho là dốc như nhà mình. Vâng,
Không, như thế, dốc nữa vẫn thế. Có một cái đoạn ở trong này ghét lắm, nhưng mà trời mưa nó bẩn lắm. Nó bẩn toàn đất đỏ. Đi lên bẩn, không thích. Cái xe này hôm kia mới về, hôm mà cháu gọi cho bác ấy là hôm ấy vừa mới về buổi chiều chiều ấy. Vâng. Tới này chắc cũng khó, bởi vì là tới này cái người lớn tuổi ấy, kiểu người ta hay quan niệm là tháng cô hồn nó kiểu ấy. Rồi người ta ít mua tháng 7 ấy, ít mua, cho nên là cũng em cũng không xe không nhập nhiều nữa. Vâng. Lô này là bị tắc chậm một tí. Chậm gần 2 tháng ấy. Cho nên mới dư ra hai cái, không dư đâu. Ok, cảm ơn bác ở Phú Lương đến với Hoàng Thống. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ.